Việt Nam 14.43.11.03.2018, cập nhật 14.46.11.03.2018, rút ngắn ban bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt, nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người. Ngày 11 tháng 3, ban bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền. Theo TTXVN, ban bí thư cho rằng đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an. Dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ. Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả. Bước đầu với Ban Bí thư, Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan, xử lý nghiêm minh với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật. Trước đó, cuối năm 2017, mạng xã hội lan truyền thông tin nghi một số cán bộ nghi công tác và từng công tác tại Bộ Công an có liên quan đến vụ án đánh bạc lớn đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra. Trả lời báo chí đầu năm 2018, Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, không đề cập chi tiết vai trò những người liên quan. Ông Yến cho biết vụ án này xuất phát từ các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ. Trong đó, Bộ Công an đã giao cho Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ phụ trách chỉ đạo trực tiếp Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nói vụ án này đã được khởi tố và đang trong quá trình điều tra. Trung tướng Yến khẳng định quá trình điều tra nếu phát hiện vấn đề, quan điểm của lãnh đạo Bộ Công an là sẽ xử lý nghiêm. Nguồn News Dinh VN.